Hello, mời các bạn ngắm hôm nay hoa quỳnh Rice End của mình nó nở rộ rồi các bạn ơi. Đẹp lắm, đẹp ơi là đẹp luôn, đẹp mê luôn. Một cây nó nở rộ luôn, bông hoa ơi là bông nên mình quay lên cho các bạn ngắm thư giãn nha, ngắm hoa thư giãn. Wow, nó nở nè, các bạn thấy không? Rực rỡ luôn cả một góc nhà luôn á. Đây, 5 bông, 6 bông, 7 bông. Wow, bông nè. Nó nở xong cái lá nó cũng hư hết luôn à. Phải ngắt bỏ này đó, các bạn thấy cái bông quá là đẹp luôn ha. Họ là kêu là hoàng hậu của loài hoa đó ha. Công chúa của loài hoa chứ đừng nói hoàng hậu. Hoàng hậu già quá ha. Đó, đẹp chưa? Đây một cây nha, nở rộ luôn. Quỳnh, em có tên là Rice End á. Quỳnh này là Rice End này mới nở nè. Ồ, cái bông nó tím nhiều ha, bông nó tím nhiều hơn, nó nở cái nó trắng. Wow, khúc này năm năm sáu bông luôn á, cái chậu này nè, năm sáu bông luôn á, mê quá trời mê luôn. Mình thấy đẹp quá, mình quay lại nha, để cho mà các bạn ngắm hoa quỳnh cuối mùa, cũng là sắp sửa hết rồi đó các bạn ơi, cuối mùa rồi. Nở xong là mình phải lặt lặt mấy cái lá yếu yếu mình bỏ bớt, rồi nuôi lại sang năm á, nó mới có bông lại ha, đẹp chưa? Không thể tưởng tượng nổi, chỗ này ba bông, chỗ này hai bông nữa là năm bông, cho mấy em ở gần với nhau luôn để mình quay luôn năm bông ha, cho mấy em tiến gần nhau để quay năm cái bông, quá là đẹp luôn, đẹp ơi là đẹp. Chỗ này ngày mai nở này, coi Bị lucky kìa mẹ. tiếp tiếc lucky 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 vô quay phim này, đi đứng vô đây, đứng vô đây đó cho thấy cái mặt ấy. Rồi lucky lucky đẹp trai lắm nè, lucky thấy quay phim cái nhào tới để quay được quay phim. Đây qua cái chậu này nữa nè, các bạn thấy không, đẹp mà không thể tưởng tượng luôn. Mời các bạn ngắm thư giãn nha. Đây một bông nữa nè, kéo nó qua. Đây một bông nữa nè, thấy chưa, kéo nó qua để cho nó nhiều cho nó đẹp ha. Ui, cho nó đẹp gì đâu á, nó không quay nữa, nó không có quay hoa này nữa, nhưng mà nó đẹp quá, thôi quay cho các bạn ngắm cho nó vui thư giãn ha. Ô mà ngày lễ cha nữa nè, cha thì đâu có thích hoa đâu ha. Đây một cây chậu này nữa này, đang ra hoa này ha các bạn ha. Rồi thêm một chậu nữa. Bông vàng nữa này các bạn, đây có một chỗ đó, đây một cái có cái bông vàng nữa này. Wow, cái bông vàng này nó bự khủng khiếp luôn á, này nằm dưới thấp luôn, phải phải nâng nó lên á, đẹp chưa, quá trời đẹp luôn. Hôm nay được hai màu, màu gray sand đó, mà đứng xa ra để mà các bạn ngắm cái chậu hoa, ba chậu luôn, ba chậu hoa chỗ này nó thi nhau nó nở nè, ui da nở nè đó, cho các bạn thấy cho các bạn ngắm nha. Ui da đẹp chậu bông vàng, đi đứng đây ngó lại nè, chu cha thấy cũng thấy là một vườn hoa quỳnh ha, đẹp ơi là đẹp luôn á. Quay lại mời các bạn ngắm thì giữ lại làm kỷ niệm luôn, lâu lâu mở coi ngắm cho nó đã con mắt mình, sang năm nó sẽ nở lại, nuôi lại sang năm nó sẽ có ha. Đây rồi đã chưa các bạn, ngắm đi ha, quá đẹp luôn. Đây là mời các bạn ngắm cái chậu hoa quỳnh Grace Anne của mình nè, cũng gần cuối mùa rồi ha, nó em nào nở được thì nở, em nào hết thì hết ha. Đây có con ong nó hút mật nè, con ong nó theo nó hút mật em nè. Đó, đẹp chưa, Grace Anne nè, cái này mạnh lắm, lên bông quá chừng trời luôn, nên mình quay cho các bạn ngắm một chút cho vui nha. Đây nó cũng gần mãn mùa rồi đó, bông nó đây, bông ở đây nó sắp mãn mùa rồi.
Đẹp chưa? Bông nè, cái chậu này nhiều bông ha, đẹp quá. Khi mà nó quay lên hình á, nó rực rỡ luôn á. Đẹp quá, nó sáng rực luôn một góc là vườn luôn á các bạn. Mình quay phim lên á, bông nó sáng rực luôn á, đẹp ha. Trời đang âm u. Nè, em này nè. Em này quay qua đây đi, quay phim cho em đẹp ha. Còn mấy em này gục đầu xuống hết trơn à, phải kéo lên. Kéo lên để quay cho nó đẹp ha. Chúng chắc còn bông nhiều ghê á. Chắc nó nở cũng phải hết tháng này luôn á. Hết tháng 6 luôn á các bạn. Đây một chậu nữa này, cũng nở quá trời luôn nè. Có cái bông này tàn ha, bông này nở nè, nở nè. Đẹp chưa? Grace Ann, em tên là Grace Ann. Grace Ann chính là em đây. Các bạn ơi, chính là em ơi. Tên tuổi này nổi tiếng lắm á. Còn đây mấy em vàng nè. Trời ơi là vàng. Vàng nó to dễ sợ luôn. Ủa trong cái chậu này cũng có cây vàng nữa ha. Quá đã. Rồi mời các bạn ngắm một chút nha. Cái em vàng này nè, to ơi là to luôn. Rồi, hoa quỳnh cuối mùa nha. Mời các bạn ngắm thêm một chậu quỳnh tím nè. Cái này nó kêu là quỳnh tím. Cái màu nó lợt hơn nè các bạn, các bạn thấy không? Wow, nó nở nữa nè, 3 bông, 4 bông, 5 bông. Đó, đẹp chưa? Cây này tốt ha. Đó, nó nở nè các bạn. Nở 5 bông luôn. Màu tím này lợt cũng đẹp ha. Mời các bạn ngắm thêm một chút nữa cho nó vui nha. Mùa hoa quỳnh sắp tàn rồi, hết rồi. Đây cái màu vàng này các bạn. Màu vàng nó gục xuống, nó bự á. Bông nó bự quá, nó gục xuống. Đây cái tím đó nè. Đó, 3 cái tím, 4 cái tím. Đẹp chưa? Đẹp quá ha. Hoa quỳnh nó rúng. Ồ, trong kia nữa. Quá là đẹp luôn á các bạn. Hoa quá là đẹp luôn. Không ngắm là uổng lắm á ha, tiếc lắm á, nó tàn. Thứ này nó giữ 2 ngày. Nó tươi được 2 ngày ha, nó cho mình ngắm 2 ngày. Đẹp chưa? Quá trời đẹp, mỗi cái mỗi màu quá các bạn. Rồi mời các bạn ngắm hoa ha. Trở lại ngắm hoa. Đây là lan đất nè. Lan đất rồi các bạn. Ồ, màu tím này bên đây cũng đẹp quá ha. Wow, màu tím này cũng đẹp chưa. Màu tím với lại màu cam. Ồ, nở nhiều ha. Lan đất. Đây là lan đất nha. Rồi. Mai cúc nè, mai cúc của Nhật nè. Đây là mai cúc của Nhật nè, cúc mai nè. Hoa cúc mai của Nhật ha, cũng đẹp lắm đó chứ bộ. Rồi, mời các bạn ngắm chút xíu mấy cái hoa vườn nhà mình cho vui ha. Vui cửa vui nhà nha. Bông giấy đỏ nè. Bông giấy đỏ ra ít quá. Hello các bạn ơi, hôm nay cái hoa bình vàng của mình á, chà, nó nở được 2 bông. To ơi là to luôn, đẹp ơi là đẹp. Mình quay lại cho mời các bạn thưởng thức nha, ngắm hoa thư giãn ha. Ui da, nó còn tới 4-5 bông nữa. Hôm cái này, hôm giờ cái bông này nó nở lay ra hoài ta. Ui, đẹp quá ha. Ui, còn 4 bông nữa. Mãn mùa, gần hết mùa quỳnh nở rồi đó các bạn. Dư âm còn sót lại nè. Những cái hoa cuối mùa mà nó vẫn rực rỡ, nó to ơi là to, to còn hơn 2 cái bàn tay nha. Cái bông gì mà nó bự dễ sợ luôn á.
Ui da, để gần cho các bạn thấy nè, quá là đẹp luôn á. Rồi ngắm em hoa quỳnh vàng ha, cái này tên gì cũng quên, nó lạc mất cái tên rồi. Rồi thấy em vàng đẹp quá, mình đặt tên ảnh là hoa vàng cho rồi ha các bạn ha. Ngắm hoa thư giãn nha, chúc cả đẹp, đẹp trên cả tuyệt vời, tuyệt vời trên cả tuyệt vời. không thể tưởng tượng, không thể tả nổi ha, đẹp quá. Đây một cái em hoa quỳnh nở nữa này các bạn, over the top ha. Em tên là Over the Top, my name is Over the Top nha các bạn, đẹp chưa. Ở ngoài thì cái đài hoa thì đỏ, ở trong thì tím, ở ngoài trong nữa thì hồng ha, đẹp chưa. Cái này là cái hoa đầu tiên nhà mình nở nè, cái màu đầu tiên nha, cái màu đầu tiên, cái bông này nè, bông đầu tiên của cái màu này á các bạn, đẹp chưa. Rồi ngắm em Over the Top ha, Over the Top đẹp quá trời luôn á. Ngắm một chút lâu lâu một xíu cho nó thưởng thức lâu lâu một xíu ha. Quỳnh vàng, trắng vàng cũng đẹp lắm á các bạn, này nó nở lay ray nở hoài. Ô còn bông nhỏ nữa nè các bạn, ui dạ đẹp ha. Đó, cây này là cây treo nha. Rồi mời các bạn ngắm chút xíu mấy em hoa nè, quay qua đó rồi, bên này không thấy nó. Đây cái bông nó đây, đi kiếm cái bông nó để quay cho các bạn ngắm cho đẹp nè. Chậu hoa quỳnh vàng trắng, trắng vàng ha, trắng vàng. Còn đây cái hoa giấy vàng này các bạn, chậu hoa giấy vàng đẹp không, quá đẹp luôn. Giờ bây giờ bắt đầu nở bông dữ dần rồi đó, đông nở bông dữ dần rồi đó các bạn ha, ngắm hoa ha. Đây một chậu quỳnh treo này nó cũng nở này các bạn, cái này Race End, bông bự quá trời luôn á, này Race End ha. Rồi hoa giấy, hoa giấy vàng đẹp chưa, mời các bạn ngắm hoa một chút nha, ngắm hoa thư giãn ha. Mời các bạn hello, mời các bạn ngắm cái cây hoa lan hoàng hậu của mình nè nha, nó ra bông nè. Nhắm mà cái nhánh này thấy mấy bông, một bông, bốn bông nè. Wow, bốn bông. Nó ra một đùm đẹp quá chưa. Wow, mê quá ha. Thơm ơi là thơm các bạn. Còn cái này là được ba bông nữa. Wow, bảy bông luôn. Mà cái này nở lâu mà chưa thấy cái gì hết ha, còn tươi. Cái này nở cũng 2-3 tuần rồi, còn cái này mới nở 1 tuần mấy ngày ha, mà nó đẹp hay chưa, 7 bông luôn á các bạn, chịu dễ sợ luôn. Đứng xa mà mình quay phim á, nó thơm ơi là thơm. Ô, đúng là lan hoàng hậu á ha, cách ta da đó. Mà lan này thấy chợ bán cũng mắc tiền lắm nha, mình mua cây nhỏ nhỏ thôi rồi mình trồng mà mình nuôi nó thành lơ. Nó đẻ ra các bạn, nó đẻ củ ra, ui cho nó đẹp nè. Qua wow, nó đẹp thì thôi ha, đẹp mê hồn luôn á. Đây cái vườn lan nè, đây là sen đá này các bạn, sen đá mà nó ra đẹp hay chưa. Nó có nắng á thì nó xanh, mà nó không có nắng thì nó vàng. Cái này để dưới cái nhà che có bóng râm á. Các bạn thấy chưa, đẹp không? Quá đẹp luôn ha. Xinh như mộng, đẹp như mơ các bạn. Nó còn mấy cái quỳnh lúc này thì nó cũng hoa quỳnh lúc này nó cũng nở gần hết rồi. Nên mình thấy cái cây lan hoàng hậu đẹp cái mình quay trước. Để khi nào có nhiều hoa gom lại quay lại vậy, bỏ lên cho các bạn ngắm ha. Đẹp chưa?
sắp tới nó sẽ có bông đẹp lắm á, tại nó có cái nhà nó ở mát nè, nó có nhà nó ở mát nên nó sẽ tốt ha các bạn ha, nó sẽ tốt. Đẹp chưa, quá đẹp, xinh như mộng, đẹp như mơ, xinh như mộng, thơm quá là thơm luôn. Mời các bạn ngắm thưởng thức ha. Đẹp chưa, vườn hoa lan. Mai mốt nó sẽ thi đua nhau nở hoa để mình ngắm nha các bạn. Rồi. Đẹp quá là đẹp luôn á. Hello các bạn ơi, mình mời các bạn ngắm thêm lan hoàng hậu nữa nè các bạn. Lan hoàng hậu mới vừa nở màu hồng nè nha. Một cái nở hai bông luôn, thơm quá là thơm, ba bông luôn á chứ, ba bông luôn, thơm ơi là thơm luôn các bạn. Cái vườn hoa lan đây, cái vườn hoa lan nè, nở nè, lan hoàng hậu màu tím nè, có hai màu nở rồi nha, Milanophi nè, hồ điệp nè các bạn, cái này lady dancer nè, bông nhỏ xíu à. Đó, ngắm hoa đi nha các bạn. Nhiều hoa lan bé bé xinh xinh của mình. Đây, qua. Đây là hồ điệp này các bạn. Lan hồ điệp. Đó, hồ điệp nở rồi đó. Rồi, mời các bạn ngắm hoa ha. Hoa lan, hoa lan, hoa lan nở rộ rồi. Đẹp chưa, mê chưa, thơm lắm đó. Thơm lắm là thơm đó các bạn. Vườn hoa lan bắt đầu nở từ từ ha. Bây giờ bắt đầu nở từ từ. Để mình có hoa mình ngắm nha các bạn. Mời các bạn ngắm hoa thư giãn thôi. Mùa hè rồi, mùa hè nóng lên rồi. Hoa nở rộ rồi các bạn. Hai cái lan hoàng hậu này khác màu nha các bạn. Đó. Màu này màu tím đẹp quá, màu kia màu hồng mà cái lưỡi nó tím mà có gạch vàng vàng nó đẹp quá ha. Thơm lắm, thơm suốt ngày suốt tháng luôn á các bạn, ngày nào cũng thơm hết á. Lan hoàng hậu nè, khắp tha gia quá tuyệt vời luôn ha. Ngoài hoàng hậu màu tím lợt nè ha, màu tím lợt nhị vàng nữa này các bạn. Em này cũng bon chen nở được một bông thôi, maybe next time nó sẽ nở nhiều ha. Có cái nhà mát này á, cái nhà mát này nó chịu á, nó sẽ nở nhiều. Còn đây là em lan vũ nữ nè các bạn, màu vàng nè, bắt đầu nở rồi nè các bạn. Lan vũ nữ, mời các bạn ngắm thêm em lan vũ nữ này. Lan vũ nữ này nó có cái nàng lady đây, cái nàng lady bằng cái áo đầm á, bạn cái áo đầm kiểu lady dancer đó các bạn. Rồi mời các bạn ngắm một chút mấy cái em lan này ha, mấy em kia chưa nở, có được mấy em nở thôi mình khoe với các bạn chút cho vui nha. Ui da, la 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 la. Một vườn lan lý tưởng chưa? Chừng mấy tháng nữa nó sẽ nở đẹp lắm á. Giờ mới bắt đầu đèn dựng lại ha. Bắt đầu che màn, che đồ cho nó. Rồi, ngắm đi nha các bạn. Đẹp quá. Đẹp quá là đẹp luôn, đẹp quá là đẹp luôn. Hello các bạn ơi, mời các bạn ngắm hoa hồng nhung nè. Wow, hoa hồng nhung tháng này nở, mùa này nở quá trời đẹp luôn nè các bạn. Ô, hồng nhung này, wow, đây một cây hồng nhung. Ngắm hoa hồng nha, hoa hồng quá trời đã luôn. Hoa hồng các bạn ơi, đây là bông quá, rất là bức luôn á. Hồng nhung quá đẹp luôn. Đây một cây hồng nhung nha.
hoa hồng nhung đỏ nha, mà nó có cái áo vàng vàng này các bạn, áo nó vàng này, áo nàng vàng. Đây một cây nữa nè các bạn, hồng bự chưa. Đây đây đây, mấy em trốn trong đây nữa nè. Wow, mấy em trốn nè. Đây là em màu hồng, màu vàng nữa này các bạn. Ui da, da, đủ màu hết luôn nha. Em vàng, em vàng. Này có nhiều, nhiều lớp dễ sợ luôn. Màu vàng có nhiều lớp đẹp quá. Áo nàng vàng, nàng vàng thanh hoa. Áo nàng xanh em đếm lá xanh trường. Xin anh đến lá sân thường. Đây một cây hồng nữa nè. Hoa hồng. Mời các bạn ngắm hoa hồng nha. Hoa hồng trước sân nhà. Xin cảm ơn các bạn đã ngắm thưởng thức hoa, những chậu hoa đẹp. Xin chúc các bạn và gia đình luôn luôn bình an và hạnh phúc, khỏe mạnh nữa, làm ăn phát tài phát đạt ha. Gia đình ấm cúng, thịnh mạnh hạnh phúc. Xin chào tạm biệt các bạn ha. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.